Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu sản phẩm mới cho các bác. Đó là mẫu bát 30 Mary Audio. Đây là một mẫu mới tinh các bác nhé. Bên cửa hàng nhà em mới cập bến, mới về xong nên là nóng hổi lên video giới thiệu luôn cho các bác. Đây các bác nhé, đây là hàng chính hãng của Mary các bác nhé. Mary Audio. Mary Audio là một công ty loa rất lớn ở bên Quảng Châu, Trung Quốc. Đấy, đây là hàng nguyên thùng này. Cái này có model là MA12H88D. Và đây là sản phẩm của nó, em vừa bóc nguyên thùng ra đây nhé. Và ở video này em sẽ test trực tiếp chất âm cho các bác, test ở ngoài như thế này. Không để các bác đợi lâu nữa đi, bây giờ đi vào giới thiệu cái mẫu này đi. Đây là mẫu bát 30 từ 190 côn 76. Đây nhá, đây là phần mặt sau của nó các bác này. Và đây là cái tem chính hãng của nó này. MA là cái mã đầu các bác nhé. Và cái hàng này là do công ty Mary sản xuất. Đấy, hàng Trung Quốc loại 1 luôn nhá, chính hãng của công ty luôn nhá. Các bác có thể check ở trên trang web công ty có các bác nhá. Trở kháng 8 ohm. Công suất là 500W trên một cái loa này. Và đây là khung xương của nó. Xương của nó là xương nhôm các bác nhá. Xương của nó đây, nó hình thoi, hình màu dục này. Đấy, nó cứ cách nhau nó có một hình thoi như này, như xương nó rất là hầm hố. Khung xương rất là đẹp các bác nhá. Quá đẹp luôn. Cọc chạm thì cọc chạm đồng luôn này. Quá là chất luôn này. Đây các bác nhé. Và con này thì em nói luôn là hàng này là hàng cao cấp các bác nhé. Hàng cao cấp của công ty này. Nói chung công ty này làm rất là chất lượng luôn này. Nhìn cái loa các bác nhìn này. Rất là khôn luôn. Con này từ 190 này. Từ dày các bác nhé. Từ dày và kẹp lỗ bích thép màu đen. Từ dày và bích dày. Con này đây em soi kỹ côn 76 nhện màu vàng. Và dây điện các bác nhé. Những dòng loa cao cấp ý, dây điện nó bọc từ ngoài vào trong các bác này. Các bác nhìn thấy chưa? Dây điện bọc từ ngoài vào trong. Riêng hàng này em cam kết cho các bác chất lượng luôn. Và con này ở của nó ở dưới là màng nó hơi sần. Đấy. Và hàng chính hãng của công ty nó có số seri đến màng các bác nhé. Đấy. Nhìn thấy chưa? Đó, đây là hàng quá là xịn sò mới về nhá. Con này của nó gân vải tẩm dầu 2 gân các nhá, gân vải tẩm dầu 2 gân, màng đen và nón đen và toàn bộ là màng của nó phủ keo bóng chống nước nhá. Đây em sao tay nó dính dính này. Màng chống nước các bác nhá. Đó, còn gì nữa? Đây em quẳng vài mảnh giấy trên màng đấy để thì em test trực tiếp cho các bác chất âm. Với những cái với một đôi bát này cho các bác lắp những cái thùng loa phun đơn chơi karaoke gia đình hoặc bác nào làm sân khấu các bác sử dụng củ bát này em cam kết cho các bác chất lượng luôn. Củ bát này thì ở cuối video em sẽ báo giá cho các bác nhé, thôi để không để các bác đợi lâu nữa. Quay trở lại em mở cái video mở một đoạn nhạc không lời để test cho các bác. Trực tiếp nha. Chất âm quá hay luôn, loa này cho các bác lên thùng hát karaoke chơi mọi dòng nhạc, tiếng cực hay luôn nhá, cam kết cho các bác. Tại vì đây là hàng chính hãng của công ty. Tiếng rất hay các bác ạ. Thôi nhớ em xin dừng video vừa rồi là em có test một đoạn nhạc test trơn ở ngoài như thế này. Về các bác lên thùng có phân tần nữa này, có chép kèn nữa này thì tiếng nó cộng hưởng nó rất là hay các bác nhé.
À, em báo giá luôn này. Giá đôi này hàng mới về nhưng mà cái mức giá của nó rất hợp lý các bác nhé. 1.650.000 một đôi này. Đây em nói luôn đây là mẫu mới em mới về nhá. Ở trên thị trường chưa có nhá. Bây giờ là cái mẫu mới về em ra mắt cho các bác. 1.650.000 một đôi nhá. Mua hàng các bác điện trực tiếp cho em vào số điện thoại 5815 và 72 các bác nhé. Đây là hai số hotline nhà em. À, các bác có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo để mua hàng nhé. À, điện máy bận thì các bác có thể kết bạn qua Zalo để em trả lời lại. À, nhà em giao hàng toàn quốc các bác nhé. Thôi nhà em xin dừng video. Video mà hay các bác nhớ like và chia sẻ và cho nhà em một lượt đăng ký kênh các bác nhé.